Lộ thông tin Messi giành quả bóng vàng thứ 8. Vào ngày 9 tháng 10, tạp chí France Football, nơi tổ chức bầu chọn danh hiệu của bóng vàng với Ballon d'Or, đăng tải dòng trạng thái gây tò mò. Quả bóng vàng đã sắp hoàn thành, được 44%. Con số 44% được nhiều người dùng mạng xã hội suy đoán nó có liên quan đến Messi. 44 là số danh hiệu vô địch của Leo đã đạt được cho đến năm nay và nhiều nhất trong giới cầu thủ từ trước đến nay. 4 cộng 4 bằng 8 cũng là quả bóng vàng thứ 8 sắp treo cho El Pulgar. Cùng lúc thì nhà báo nổi tiếng của Trung Quốc Bin Yan, người tiết lộ đầu tiên Messi đoạt quả bóng vàng thứ 7 năm 2021 cũng cho biết, vào ngày 30 tháng 10, Messi sẽ tới Paris để nhận danh hiệu của bóng vàng thứ 8. Sau đó anh sẽ bay sang Trung Quốc cùng câu lạc bộ Inter Miami thi đấu một trận giao hữu tại đây vào ngày 5 tháng 11. Eden Hazard chính thức giải nghệ. Eden Hazard chia tay Real Madrid vào năm 2023. Theo đồn thổi, cựu tuyển thủ Bỉ nhận được ít nhất 6 lời đề nghị sau khi rời Bernabeu, nhưng anh đã từ chối tất cả. Cũng có nguồn tin cho rằng không đội bóng nào ngó ngàng đến cựu cầu thủ Chelsea ở phiên chợ hè vừa qua. Sau rất nhiều lời đồn đoán, Hazard vừa xác nhận giã từ sự nghiệp của đội áo số. Trên trang Instagram, tiền vệ 32 tuổi cho biết: "Bạn phải lắng nghe chính mình và nói dừng lại đúng lúc. Sau 16 năm và hơn 700 trận đấu, tôi quyết định kết thúc sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp." Hazard được câu lạc bộ Royal Stade Rhinoceros của Bỉ phát hiện vào năm 1995. Anh trở thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng này, AFC Tubin của Bỉ và Lille. Tiền vệ 32 tuổi nổi như cồn tại Lille và đạt đến đỉnh cao sự nghiệp tại Chelsea, nơi anh giành được 6 danh hiệu, trong đó có 2 chiếc vô địch Premier League và 2 ngôi quán quân Europa League. Sự nghiệp của Hazard tụt dốc không phanh từ khi anh đến Real Madrid với giá 100 triệu euro vào mùa hè năm 2019. Tại Real Madrid, Hazard giành 6 danh hiệu, trong đó có 2 chiếc vô địch La Liga và 1 ngôi quán quân Champions League. Tuy nhiên, cựu sao Chelsea không đóng góp nhiều cho thành công của Los Blancos. Ở cấp độ quốc tế, Hazard không đạt được danh hiệu nào. Thành tích tốt nhất của cựu cầu thủ Lille, Chelsea và Real ở đội tuyển Bỉ là giành hạng 3 ở World Cup 2018. Tổng cộng Hazard ghi 200 bàn thắng và có 193 kiến tạo sau 749 trận, đoạt 15 danh hiệu lớn nhỏ. Hazard là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở thế hệ của mình. Đội tuyển Việt Nam thất bại trước Trung Quốc. Đội tuyển Trung Quốc với lợi thế được chơi trên sân nhà đã chủ động ép sân đội tuyển Việt Nam ở trong trận giao hữu mới đây. Ở giai đoạn đầu trận, một số lần đội bóng xứ tỷ dân đã tạo ra những cơ hội ngon ăn về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Nhìn sang đội tuyển Việt Nam, dù chơi có phần lép vế nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Chusie vẫn có những tình huống phản công nguy hiểm, đặc biệt là pha solo của Tuấn Hải. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam dâng cao đội hình hơn để tìm bàn mở điểm. Nhưng khi chưa kịp được ăn mừng, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chusie đã phải nhận bàn thua do công của Wang Quynh. Đội tuyển Việt Nam không hề muốn nhận kết quả không tốt trước đội tuyển Trung Quốc. Huấn luyện viên Chusie đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng khi hiệu quả chưa đến, Tiến Linh lại phải nhận thẻ đỏ với pha đánh cùi chỏ. Chơi thiếu người, đội tuyển Việt Nam bị đội tuyển Trung Quốc ép sân trở lại. Và phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Ulay ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Trung Quốc khi thoát xuống và dứt điểm chính xác. David De Gea trở lại Manchester. Nguồn tin Daily Mail chia sẻ lý do David De Gea bất ngờ quay trở lại Manchester. David De Gea hiện là cầu thủ tự do sau khi rời MU vào cuối mùa giải trước khi hết hợp đồng. Cầu thủ người Tây Ban Nha được thay thế Andre Onana, người đã gặp khó khăn kể từ khi gia nhập MU từ Inter Milan vào mùa hè. De Gea đã giữ im lặng về tương lai của mình, dẫn đến suy đoán anh có thể chọn giải nghệ thay vì tiếp tục sự nghiệp chơi bóng. Sau mới đây, cựu thủ môn của Atletico Madrid đã gây xôn xao dư luận khi anh đăng một bức ảnh trên tài khoản Instagram về việc xuất hiện ở Manchester. Điều đó đã thúc đẩy một làn sóng bình luận kêu gọi Quỷ Đỏ tái ký hợp đồng với De Gea. Một số người hâm mộ còn suy đoán rằng việc De Gea sẽ trở lại Old Trafford là sự thật. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Daily Mail, khiến người hâm mộ đã vỡ mộng. Cụ thể, nguồn tin này tiết lộ, De Gea đã trở lại Vương quốc Anh vào thứ Hai và dành vài ngày sắp tới tại ngôi nhà ở Hull, nơi mà anh sinh sống cho đến khi rời MU sau 12 năm gắn bó. De Gea kể từ đó cũng đã cùng bạn đời Edurne Garcia và cô con gái 2 tuổi rưỡi Janey sống tại nhà riêng tại Madrid. Cặp đôi đã kết hôn ở Manuka vào mùa hè năm ngoái. Nguồn tin đồng thời xác nhận De Gea vẫn chưa được ra quyết định về bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình. MU quyết trảm McTominay. Trao đổi với tờ Car Offside, ký giả Fabrizio Romano đã lên tiếng cập nhật về tương lai của ngôi sao người Scotland. Cuối tuần qua, Scott McTominay vừa tỏa sáng để mang về 3 điểm cho MU trong cuộc đối đầu với Brentford. Dù vậy, Romano khẳng định
Mark Tominay vẫn có thể rời khỏi Old Trafford ngay khi chuyển nhượng mùa đông, nếu như MU nhận được một lời đề nghị thực sự hợp lý. Ký giả người Italia cho biết, khi MU thảo luận với Erik Ten Hag về những cái tên cần ra đi vào mùa hè, Scott McTominay nằm trong danh sách những cầu thủ đó, nếu họ nhận được một lời đề nghị quan trọng. Lời đề nghị của West Ham không đủ tốt để họ bán đi McTominay. MU vẫn rất hài lòng với cậu ấy. McTominay siêu chuyên nghiệp, siêu nghiêm túc, không bao giờ phàn nàn dù cậu ấy có khát khao thi đấu. Vì vậy, trừ khi xuất hiện một lời đề nghị quan trọng, họ rất sẵn lòng giữ lại McTominay cho đến cuối mùa giải. Trước đó, bên cạnh West Ham, giới truyền thông đã khẳng định Scott McTominay từng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng khác như là Fulham hay là Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Ngã ngũ thương vụ Sancho đến AS Roma. Cũng trong chủ đề trao đổi với các offside, ký giả Fabrizio Romano đã lên tiếng cập nhật về tương lai của ngôi sao người Anh. Theo tiết lộ từ Romano, dù đã xuất hiện những thông tin cho thấy huấn luyện viên Jose Mourinho muốn giải cứu Jadon Sancho, thực chất AS Roma không có kế hoạch chiêu mộ ngôi sao này. Tương tự thì Juventus cũng không để mắt đến Sancho, và điểm đến tiềm năng nhất dành cho cựu sao Borussia Dortmund vẫn là Bundesliga. Tôi đã kiểm tra Juve Roma, nhưng hiện tại thì họ không tìm kiếm một cầu thủ ở vị trí của Jadon Sancho. Họ hài lòng với những cầu thủ mình đang có, nên không có gì cụ thể. Đối với MU, họ vẫn đang chờ đợi xem liệu Sancho có xin lỗi hay không. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng nếu cậu ấy không xin lỗi, thì kỳ chuyển nhượng tháng 1 sẽ là giải pháp duy nhất. Chelsea chốt giá bán đứt Lukaku. Theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, Chelsea chấp nhận bán đứt tiền đạo Romelu Lukaku cho Roma vào mùa hè năm 2024 với mức phí là 37 triệu bảng. Cho mượn đến Roma, Lukaku ngay lập tức gây ấn tượng tại môi trường mới, ghi 7 bàn trong 8 lần ra sân của Roma. Kinh nghiệm chơi bóng tại Serie A đã giúp Lukaku nhanh chóng thích nghi cùng đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho. Anh đang là ngôi sao sáng nhất tại sân Olimpico. Sự tỏa sáng của tiền đạo này khiến những áp lực lên vai của Mourinho giảm đi đáng kể. Khi giao kèo giữa Lukaku và Roma hết hạn vào cuối mùa giải này, anh vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea chấp nhận bán đứt tiền đạo Romelu Lukaku cho Roma ở mùa hè năm 2024 với mức phí 37 triệu bảng. Trước đó, Chelsea mua Lukaku từ Inter Milan với mức phí 97,5 triệu bảng. Họ sẽ lỗ nặng nếu bán Lukaku cho Roma với mức phí 37 triệu bảng. Tuy nhiên, khả năng đội bóng thủ đô Italia chi ra số tiền kể trên vẫn là một dấu hỏi lớn, bởi tiềm lực tài chính của họ không quá tốt.